Những thông tin chính yếu cùng chương trình ngày mới. Nga tuyên bố bảo vệ Tổng thống Lukashenko, dẹp tan mọi cuộc nổi loạn ở Belarus. Đức tuyên bố gửi 2 tàu chiến đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong năm 2024 giữa căng thẳng Biển Đông. Trung Quốc cảnh báo Liên minh NATO châu Á-Thái Bình Dương sẽ đẩy khu vực vào vòng xoáy xung đột. 5 tháng đầu năm 2023, thu hơn 663.000 tỷ đồng, số thu thuế vẫn thấp hơn so với cùng kỳ. Bộ Y tế chỉ đạo khẩn liên quan đến hành vi trục lợi bảo hiểm. Tọa độ thế giới, vì sao Tổng thống Putin chưa trừng phạt lãnh đạo Wagner bất kể những chỉ trích gay gắt của ông ta đối với Điện Kremlin? Tiêu điểm trong nước, xử lý thế nào các dự án điện gió mặt trời không nằm trong quy hoạch? Guinness Thế giới, chiếc áo khổng lồ làm hoàn toàn bằng vật liệu tái chế. Online toàn cảnh, khi người trẻ chung tay vì một môi trường xanh, sạch, đẹp. Quốc Huy và Sơn Ngọc xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang quay trở lại với bản tin ngày mới được phát sóng vào sáng ngày thứ Hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023. Xin chào anh Quốc Huy và xin chào tất cả quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với chương trình ngày mới. Cuối tuần rồi của quý vị như thế nào ạ? Quý vị có tham gia vào những hoạt động thú vị hay là nổi bật nào hay không? Có thể chia sẻ cùng với chúng tôi được không ạ? Sở dĩ là tôi hỏi cái câu này vì tôi thấy rằng là cuối tuần qua thì có rất là nhiều người luôn, những bạn trẻ nè hay là những gia đình dẫn theo các bé nhỏ sẽ cùng nhau đi nhặt rác để mà cùng chung tay hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2023, ngày 5 tháng 6 và cũng chính là ngày hôm nay luôn thưa quý vị. Tôi thấy rằng vấn đề bảo vệ môi trường không phải là một vấn đề mới nhưng mà chưa bao giờ được giải quyết tận gốc. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì không chỉ là ở trên thế giới mà ở tại Việt Nam cũng đã có những cơ quan, những tổ chức hoặc là như một vài các cá nhân đã có những cái hoạt động thiết thực để có thể bảo vệ môi trường và giữ cho môi trường sống của chúng ta xanh sạch đẹp hơn. Và cụ thể như thế nào thì trong bản tin ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ có những tin tức và nội dung đề cập đến ngày môi trường thế giới trong năm 2023. Và trước hết thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật trong phần tin nóng đầu ngày. Mở đầu chuyên mục tin nóng đầu ngày sẽ là những thông tin nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây tuyên bố Nga sẽ bảo vệ Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và chính phủ của ông trong bất kỳ trường hợp xảy ra một cuộc nổi dậy vũ trang nào. Theo nội dung trích dẫn từ Ukrainska Pravda, ông Peskov nói Belarus là đối tác, đồng minh và nhà nước anh em của chúng tôi. Đương nhiên, Liên bang Nga có nghĩa vụ đảm bảo an ninh cho Belarus, điều mà chúng tôi sẽ thực hiện khi đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào. Tuyên bố của ông Peskov rất có thể nhằm mục đích dập tắt lo ngại rằng một cuộc nổi dậy vũ trang quần chúng có thể xảy ra ở Belarus sau khi một vị tướng cấp cao ở Ba Lan đề xuất khả năng đó. Trước đó, phát biểu trên Polsat News, cựu chỉ huy quân đội Ba Lan, tướng Waldemar Zipzak cho biết Ba Lan đang chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy của người Belarus. Tướng Waldemar gợi ý rằng nếu cuộc phản công của Ukraine thành công, thì những người lính dân quân Belarus sẽ tận dụng thời cơ để giải phóng Belarus. Ông nói, chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy ở Belarus là rất quan trọng. Chúng tôi có lý do để giúp đỡ họ, giống như chúng tôi giúp đỡ người Ukraine. Đáp trả phát biểu trên, ông Peskov gọi Ba Lan là một quốc gia thù địch và tuyên bố nước này đang chìm trong cơn cuồng loạn bài Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius vừa tuyên bố nước này sẽ gửi 2 tàu chiến đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào năm 2024 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc-Đài Loan và các tranh chấp tại Biển Đông. Phát biểu tại hội nghị đối thoại Shangri-La, ông Pistorius cho biết các nước cần ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng. Ông nói thêm rằng việc triển khai tàu chiến không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Bằng cách thể hiện sự hiện diện quân sự lớn hơn trong khu vực, Đức đang đu dây giữa lợi ích an ninh và kinh tế của mình với Trung Quốc vì Bắc Kinh là đối tác thương mại quan trọng nhất của Berlin. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp nhiều phán quyết của Tòa án quốc tế cho rằng Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý cho những tuyên bố này. Khoảng 40% thương mại nước ngoài của châu Âu chảy qua Biển Đông. Ngay lập tức, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng cảnh báo chống lại việc thiết lập các liên minh quân sự giống như NATO ở châu Á-Thái Bình Dương vì cho rằng họ sẽ đẩy khu vực vào vòng xoáy xung đột.
Tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh quốc phòng ở Singapore, Bộ trưởng Lý Thượng Phúc nói, nỗ lực thúc đẩy các liên minh giống như NATO ở châu Á-Thái Bình Dương là một cách để bắt cóc các nước trong khu vực và làm leo thang các cuộc xung đột và đối đầu. Châu Á-Thái Bình Dương ngày nay cần sự hợp tác cởi mở và toàn diện, chứ không phải kết bè kết phái. Chúng ta không được quên những thảm họa nghiêm trọng do hai cuộc chiến tranh thế giới mang lại cho nhân dân các nước, và chúng ta không được để lịch sử bi thảm như vậy lặp lại. Ông Lý không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng những bình luận của ông cho rằng đang ám chỉ đến AUKUS bao gồm Mỹ, Úc, Anh và QUAD bao gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Phía Mỹ đã mời ông Lý gặp gỡ với Bộ trưởng Austin bên lề hội nghị, nhưng Lầu Năm Góc cho biết Bắc Kinh đã từ chối. Một thành viên phái đoàn Trung Quốc nói với AFP rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ông Lý là điều kiện tiên quyết để đàm phán. Cùng lúc đang có những dấu hiệu cải thiện trên phương diện ngoại giao, thì quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc lại đang tham gia vào các cuộc chạm trán nguy hiểm ở hai trong số những khu vực nhạy cảm nhất trong khu vực, đó là eo biển Đài Loan và Biển Đông. Xin được chuyển sang những thông tin nổi bật trong nước. Thưa quý vị, hơn 663.000 tỷ đồng, đây là số thu ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm do cơ quan thuế quản lý, và con số này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, theo Tổng cục Thuế, số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong 5 tháng đầu năm ước đạt 663.843 tỷ đồng, bằng 48,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 12 trên 20 khoản thu sắc thuế đạt khá so với dự toán, đạt trên 48%, 8 trên 20 khoản thu đạt dưới mức 48%. Xét theo địa phương, có 17 trên 63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 48%, 21 trên 63 địa phương tiến độ thu ở mức trung bình và 25 trên 63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp. Trong đó, một số địa phương có tiến độ thu rất chậm, dưới 35% dự toán như Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị và Lai Châu. Để hoàn thành kế hoạch của ngành trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Tổng cục Thuế cho biết thời gian tới sẽ tập trung rà soát, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa bù đắp các khoản hụt thu. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các gói hỗ trợ tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Liên quan đến sự việc 6 phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không đúng đối tượng, mới đây Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường quản lý hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế nhằm phát hiện sai phạm liên quan đến trục lợi bảo hiểm xã hội. Trong đó, đáng chú ý, Bộ Y tế đề nghị tăng cường thanh kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất về công tác khám chữa bệnh nhằm kịp thời phát hiện sai phạm. Các tổ chức cá nhân làm sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc luật khám chữa bệnh, luật bảo hiểm y tế, quy trình khám chữa bệnh của Bộ Y tế và nghiêm cấm các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chuyển sang chuyên mục tọa độ thế giới, thưa quý vị, gần đây lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin liên tục lên tiếng chỉ trích quan chức và chiến lược của Điện Kremlin với cường độ ngày càng gay gắt hơn. Gần nhất, ông thậm chí còn xuất hiện trên kênh truyền thông CNN của Mỹ để thể hiện sự tức giận. Và thưa quý vị, trong khi đó thì Tổng thống Vladimir Putin được biết đến là một người không nhân nhượng với những ý kiến trái chiều được phát biểu công khai, đặc biệt là với một người hiếu chiến như ông Prigozhin. Vậy tại sao ông Putin vẫn tiếp tục chịu đựng điều này và chưa có động thái trừng phạt lãnh đạo Wagner? Sau đây là ý kiến của một tướng quân sự Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong một chương trình của CNN, tướng về hưu của quân đội Mỹ Mark Kermis đã chia sẻ nhận định vì sao Tổng thống Putin vẫn còn rất nhân nhượng với lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin. Ông nói, chúng ta phải nhìn trở lại lúc Liên Xô sụp đổ, thời kỳ chuyển giao quyền lực giữa cựu Tổng thống Boris Yeltsin và ông Putin. Trong thời gian đó, nước Nga giống như miền Tây hoang dã của Mỹ, đó là thời kỳ chứng kiến sự trỗi dậy của các nhà tài phiệt với nỗ lực tư nhân hóa toàn bộ các ngành công nghiệp tại Nga. Prigozhin là một trong số đó, người đã lợi dụng triệt để điều này. Xuất thân từ một người bán xúc xích ở Leningrad, ông Prigozhin đã ngoạn mục trở thành một trong những nhà tài phiệt kiếm được hàng tỷ đô la. Khi ông Putin lên nắm quyền, mối quan hệ qua lại cùng có lợi giữa các nhà tài phiệt và Tổng thống Nga vô cùng khăng khít, và ông Prigozhin là một trong số đó. Trả lời câu hỏi vì sao cho đến bây giờ ông Putin vẫn tiếp tục chịu đựng ông Prigozhin khi ông ấy liên tục chống đối công khai, tướng Kermit cho rằng,
Trước hết, có thể Tổng thống Putin vẫn còn mắc nợ ông Prigozhin. Những mối quan hệ kiểu này chúng ta thấy rất nhiều ở Mỹ. Điển hình là sự trỗi dậy của những người theo chủ nghĩa dân tộc của phe cánh hữu hoặc những người bóc lột và hưởng lợi trên công sức người dân. Về nhiều mặt, ông Prigozhin có những đặc điểm giống với ông Trump, đó là hiếu chiến, rất ồn ào, thường đưa thông điệp nhắm thẳng vào công chúng. Quay trở lại từ phía ông Putin, tôi nghĩ đầu tiên ông ấy vẫn tận dụng được rất nhiều từ lực lượng lính đánh thuê Wagner. Họ đã chứng minh là hiệu quả hơn rất nhiều so với quân đội Nga. Và lý do thứ hai, ông Putin coi Prigozhin là một ứng cử viên chính trị tiềm năng, có thể cạnh tranh với chính mình trong tương lai. Do đó có vẻ như ông Putin rất khôn ngoan, giống như câu thành ngữ nổi tiếng nói rằng hãy luôn giữ bạn bè ở gần, nhưng nên giữ kẻ thù thậm chí gần hơn. Chuyển sang chuyên mục ghi nét thế giới, thưa quý vị. Một kỷ lục mới về chiếc áo T-shirt lớn nhất thế giới vừa mới được thiết lập. Lần này kích thước của chiếc áo to bằng một sân bóng bầu dục và hoàn toàn được làm bằng vật liệu tái chế. Kỷ lục được thực hiện bởi tổ chức Asociația 11 của Romania với mục đích khuyến khích mọi người tái chế vật dụng hàng ngày nhiều hơn. Chiếc áo có chiều dài đáng kinh ngạc là 108,96m và rộng 73,48m khi được trải ra ở sân vận động Bucharest vào ngày 27 tháng 3 vừa qua. Vật liệu làm ra chiếc T-shirt này bao gồm hơn 500.000 chai nhựa tái chế, mất hơn 3 tuần để thu thập và 1 tháng để các thợ may kết nối chúng lại với nhau. Thiết kế của áo mô phỏng quốc kỳ Romania cũng là thiết kế được sử dụng trên áo thi đấu chính thức của đội bóng bầu dục Romania. Asociația 11 thực hiện ý tưởng này nhằm khuyến khích trẻ em và người dân trên khắp Romania nâng cao ý thức tái chế và trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này. Buổi trưng bày kỷ lục tại sân vận động có sự chứng kiến của hơn 2.000 khán giả. Tổ chức Guinness Thế giới sau đó đã trao cho Asociația 11 giấy chứng nhận chính thức vào ngày 22 tháng 4. Sau khi nhận được kỷ lục, để tiếp nối nỗ lực phát triển tái chế bền vững của mình, Asociația 11 đặt mục tiêu làm ra 12.000 chiếc áo phông cỡ bình thường từ chính vật liệu của chiếc áo khổng lồ này. Những chiếc áo sau đó sẽ được bán để quyên góp từ thiện. Những thông tin chính yếu tiếp theo. Tiêu điểm trong nước, xử lý thế nào các dự án điện gió mặt trời không nằm trong quy hoạch? Online toàn cảnh, khi người trẻ chung tay vì một môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhiều ngành nghề giảm tuyển dụng nhân sự trên 30%. Mất điện đột ngột, trang trại gà thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ nở rộ, người dân cần lưu ý tránh bị dụ dỗ. Và sau cùng là chuyên mục Sách là bạn, thay đổi nhận thức về nhựa từ quyển sách Đời không plastic. Cùng đến với tiêu điểm trong nước, thưa quý vị, mới đây trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, lãnh đạo Bộ Công Thương đã thông tin liên quan đến việc giải quyết đối với các dự án điện gió, điện mặt trời không nằm trong quy hoạch. Theo đó, lãnh đạo Bộ Công Thương thông tin với các dự án không nằm trong quy hoạch, Bộ đã có văn bản hướng dẫn thực hiện vấn đề này trên cơ sở ban hành thông tư 15 và quyết định 21 về khung giá phát điện chuyển tiếp. Cụ thể, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trong quy hoạch điện 8 được Thủ tướng phê duyệt đã nêu rõ tổng công suất phát triển điện gió ngoài khơi và điện mặt trời và không có tên dự án cụ thể. Theo đó, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện gió, điện mặt trời không nằm trong quy hoạch là cần thiết. Tuy nhiên, ngoài vấn đề cơ chế giá điện, các dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Ông Hải phát biểu, với sự thiện chí, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro, tuân thủ pháp luật, chúng ta mong các dự án này sớm khắc phục vướng mắc khó khăn, các địa phương hỗ trợ những dự án này để sớm đưa vào huy động nguồn, đảm bảo cung cấp điện. Ông Hải cũng cho biết, trước đó Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN và các chủ đầu tư đàm phán không vượt quá khung giá phát điện. Đồng thời, Bộ Công Thương đã thường xuyên làm việc trực tiếp với EVN và các nhà máy điện chuyển tiếp để trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo xử lý. Đồng thời, Bộ cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể cho EVN cũng như gửi các địa phương để kịp thời hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Xin được chuyển sang cụm tin vắn đáng chú ý. Báo cáo về nhu cầu tuyển dụng lao động của Navigos Group cho thấy tình hình tuyển dụng các ngành nghề không mấy khả quan trong thời gian qua. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm, nhu cầu tuyển dụng lao động đã giảm 18% so với thời điểm trước dịch và giảm trung bình 16% so với thời điểm phục hồi sau dịch COVID-19 năm 2022.
Cụ thể, có 10 lĩnh vực và ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng giảm sút đáng chú ý so với thời điểm bình ổn trước dịch COVID-19. Trong đó có du lịch, nhà hàng và khách sạn với mức giảm 43%, dịch may da giày là 39%. Trong khi đó, lĩnh vực xây dựng và bất động sản phải đối mặt với tình trạng sụt giảm đáng kể nhu cầu tuyển dụng lên tới 34% vào đầu năm 2023. Đáng chú ý, lĩnh vực công nghệ thông tin cũng ghi nhận sụt giảm 20% về nhu cầu tuyển dụng so với thời điểm cùng kỳ đang bình ổn trước dịch COVID-19. Đây được xem là điểm khác biệt so với xu hướng vốn có của ngành công nghệ thông tin từ trước đến nay. Ngược lại, nhu cầu tuyển dụng của lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính, hàng tiêu dùng có xu hướng gia tăng. Thưa quý vị, thời gian này, việc cúp điện luân phiên đang diễn ra tại nhiều nơi trên cả nước. Do đó, mỗi người dân cũng cần chủ động các giải pháp để hạn chế thiệt hại trong trường hợp có sản xuất, kinh doanh cần nguồn điện trực tiếp. Đơn cử như sự việc vừa xảy ra tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An khi bị cúp điện bất ngờ đã khiến cho trang trại chăn nuôi gà của một người dân nơi đây bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, theo anh Cao Văn Thìn, sinh năm 1988, chủ trang trại chăn nuôi gà ở Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, sự cố mất điện trong sáng ngày 3 tháng 6 khiến 1.000 con gà trong trang trại của anh bị chết do ngạt, sốc nhiệt. Dù trước đó gia đình đã trang bị máy phát điện, nhưng do cúp điện đột ngột, khi đóng điện máy phát thay thế thì motor quạt thông gió bị chập cháy. Dù sau đó đã gấp rút mua đá lạnh trải khắp chuồng trại, đồng thời bổ sung chất điện giải cho gà, nhưng anh Thìn cho biết vẫn chịu thiệt hại rất lớn. Thưa quý vị, theo báo cáo của World Bank và S&P Global Market Intelligence về chỉ số hoạt động cảng container toàn cầu, cảng Cái Mép của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của Việt Nam giữ vị trí thứ 12 trong số 348 cảng container hoạt động tốt nhất thế giới. Và đây cũng là cảng biển duy nhất ở Việt Nam lọt top 15 cảng container hoạt động tốt nhất trên thế giới. Thứ hạng này của cảng Cái Mép cao hơn một số cảng biển lớn như là Singapore ở vị trí thứ 18, Yokohama, Nhật Bản vị trí thứ 15, Busan, Hàn Quốc thứ 22. Cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải, tên đầy đủ nằm tại khu vực công nghiệp Cái Mép thuộc phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, là một trong những cụm cảng nước sâu được xem là trung tâm trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu phát triển nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng Cái Mép Thị Vải sẽ tiếp nhận các tàu trọng tải lớn để làm hàng. Khu Cái Mép sẽ là cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế, có bến container, tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng và hàng khí. Đến với các thông tin an ninh xã hội khác. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì Bộ Công an đã phát đi cảnh báo về sự trở lại của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ ở một số địa phương. Trong đó nổi cộm là ở tỉnh Thanh Hóa, với nhiều chiêu thức và thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn phức tạp về an ninh và trật tự. Điều này đã gây hậu quả lớn cho những người tham gia và gia đình của những người tin theo mù quáng. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện ghi nhận có khoảng 500 người đang hoạt động trong tổ chức tự xưng là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ với 16 điểm sinh hoạt, tập trung phần lớn ở thành phố Thanh Hóa. Những tín đồ tham gia chủ yếu từ 18 tới 50 tuổi, đa số là sinh viên, phụ nữ, nội trợ. Các đối tượng cầm đầu thường lựa chọn mục tiêu là những người gặp khó khăn, bất trắc trong cuộc sống, ốm đau, làm ăn thua lỗ để tiếp cận, dụ dỗ lôi kéo tham gia hội. Mặc dù hoạt động và giao giảng lấy giáo lý cơ bản từ Kinh Thánh, nhưng Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ biến tướng sai lệch với nhiều quan điểm cực đoan như chỉ xem trọng bản thân, coi thường người thân, gia đình. Do đó, khuyến cáo người dân hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin từ thành viên Hội Thánh này, tránh bị lợi dụng, gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Quý vị thân mến, kể từ hội nghị thượng đỉnh về con người và môi trường năm 1972 tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, ngày 5 tháng 6 hàng năm đã được Liên Hợp Quốc chọn là ngày môi trường thế giới. Đây là sự kiện thường niên được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và trở thành một hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Và tại Việt Nam thì có thể thấy bên cạnh việc đề cao chủ nghĩa cá nhân, người Việt trẻ cũng đang dần quan tâm hơn đến vấn đề phát triển cộng đồng bền vững, cụ thể là môi trường sống tốt đẹp. Nhận thức được việc thế hệ trẻ sẽ là người tiếp tục song hành cùng trái đất trong tương lai, họ đã và đang thể hiện trách nhiệm của mình với môi trường thông qua những chiến dịch cụ thể và thiết thực. Và bây giờ là online toàn cảnh.
để góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cho người dân địa phương và du khách khi đến tham quan đảo ngọc Phú Quốc, nhóm bạn trẻ gồm 20 thành viên với tên gọi là Phú Quốc Sạch và Xanh đã trở thành cầu nối giữa những người muốn chung tay bảo vệ môi trường biển đảo. Sau khi thành lập, ban đầu nhóm tổ chức nhặt rác, dọn vệ sinh tại bãi biển Dinh Cầu vào chủ nhật hàng tuần. Sau một thời gian thì nhóm đã có thêm nhiều hoạt động thiết thực với quy mô lớn hơn và cũng thu hút được đông đảo tình nguyện viên ủng hộ. Biện pháp tốt nhất hiện tại theo mình nghĩ là sẽ dùng biện pháp chế tài, có phải là phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm. Đi các công ty du lịch, đặc biệt là các bạn hướng dẫn viên địa phương thì luôn nhắc nhở khách du lịch cùng nhau chung tay ý thức bảo vệ môi trường. Còn đối với khách du lịch thì cá nhân mình thấy, mình cảm nhận được là có thể là du khách hạn chế hoặc là không sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng một lần. Trong khi đó, ngược lên vùng đất Bảy Hồ Ba Thác Măng Đen thuộc tỉnh Kon Tum, lại có một nhóm tình nguyện viên đủ mọi lứa tuổi luôn lặng lẽ góp phần tạo ra những cánh rừng tương lai bằng đôi tay và tình yêu thiên nhiên. Với tên gọi Phủ Xanh Măng Đen, dự án Đến Hẹn Lại Lên này sẽ đều đặn cùng nhau trồng cây vào thứ năm hàng tuần cố định và chủ nhật 2 tuần một lần. Trước nỗ lực của nhóm, rất nhiều du khách đến Măng Đen đã tình nguyện tham gia trồng rừng với mong muốn chuyến trải nghiệm ít ngày của mình có ý nghĩa hơn cho mảnh đất này. Cái thông điệp mà tôi chỉ muốn gửi đến mọi người rằng là cái việc trồng cây hoặc là hướng về thiên nhiên và môi trường nó rất là đơn giản, là nó không phải vì cái gì nó quá cao siêu, mà chính là vì bản thân mỗi người. Mỗi người đều cần sự trong lành của rừng núi, của thiên nhiên, của cây cối. Tuy nhiên thì bên cạnh những lời kêu gọi hưởng ứng phong trào vì môi trường, một bộ phận các bạn trẻ Việt Nam vẫn chưa thể biến nhận thức thành hành động, biến hành động thành thói quen. Chúng ta không còn quá xa lạ với hình ảnh các điểm vui chơi, các khu du lịch ngập tràn rác sau mùa lễ, những bãi biển lênh bềnh túi nhựa, lon nước khi đợt khách đã vãng. Mình hay đi du lịch với lại gia đình hay là đi với bạn bè thì toàn cố gắng hết sức mình để mà giữ ý thức cho cái môi trường ở đấy. Tại vì mình cũng không có đủ can đảm để nói người ta, nhưng mà theo mình quan sát thì thực ra thì ý thức vẫn còn hơi kém một xíu. Mình muốn để cho nó sạch, nó xanh, nó đẹp. Mình đi tới đó hoài thì mình phải giữ gìn giữ môi trường. Cũng có nhiều người mình thấy không có quan trọng cái điều đó, giống như mình tới rồi xong rồi mình đi, còn ai ra sao ra thì thấy nó rất là buồn cái chuyện đó. Nếu không có thời gian để tham gia vào những chiến dịch dài hơi để bảo vệ môi trường, chúng ta chỉ cần ý thức bỏ rác vào thùng hoặc thay việc vứt một chai nước bằng cách mang về dùng lại vài lần, hay hữu ích hơn là tái sử dụng thông qua việc ươm mầm thêm một mầm xanh. Rác sẽ không còn là rác nếu chúng ta tìm ra cách sử dụng chúng. Và hơn hết, bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Cùng tiếp tục chuyên mục Sách Là Bạn, và quyển sách mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị cũng sẽ liên quan đến môi trường. Và thống kê từ Ngân hàng Thế giới cho thấy, Việt Nam là một trong những nguồn phát sinh rác thải nhựa lớn trên thế giới. Ước tính có khoảng 3,1 triệu tấn chất thải nhựa thải ra đất liền hàng năm, và từ 0,28 cho đến 0,73 triệu tấn trong số đó thải ra đại dương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Và ngay lúc này đây thì việc thay đổi, nâng cao ý thức về vấn đề này là điều mà chúng ta cần làm để có thể cải thiện được những tình trạng mà môi trường đang gặp phải. Và để hiểu hơn về những tác động nguy hại mà môi trường đang đối diện, những việc phải làm để có trách nhiệm hơn với sự sống xung quanh, chúng ta có thể cùng tham khảo quyển sách Đời Không Plastic của Hiệp hội Bảo tồn Biển trong chuyên mục Sách Là Bạn ngày hôm nay. Đời Không Plastic là cuốn cẩm nang về môi trường rất cần thiết trong cuộc sống hiện nay. Ở quyển sách này sẽ chỉ ra việc con người đã lệ thuộc vào nhựa như thế nào và cách nào để thoát ra khỏi sự lệ thuộc ấy. Cuốn sách đã đề cập đến nhiều bối cảnh phong phú từ quá khứ đến hiện tại, khéo léo kể lại những câu chuyện mà nhựa đã len vào cuộc sống của chúng ta ra sao. Thế nhưng, cuốn sách không khuyên chúng ta trở về thời đồ đá, không bài xích nhựa, không khiến chúng ta nhìn nhận nhựa như kẻ thù không đội trời chung. Mà ở đây, cuốn sách còn nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của nhựa khi được ứng dụng đúng nơi và đúng chỗ. Đời Không Plastic
sẽ giúp cho chúng ta lưu tâm hơn về những món đồ thông dụng và có thêm động lực để sống xanh. Nội dung sách khiến ta cân nhắc liệu những vật dụng mình hay sử dụng có thật sự cần thiết hay không, và liệu mình có thể thay thế chúng bằng những sản phẩm xanh thân thiện hơn không. Có ai đó đã nói rằng quyền năng lớn nhất của con người là quyền lựa chọn. Thế nên, chúng ta có toàn quyền quyết định với lối sống của mình và môi trường. Thiên nhiên phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của chúng ta. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng chuyển sang những thông tin thời tiết trong ngày cùng với chị Vân Anh. Xin được mời chị Vân Anh. Quý vị đang theo dõi thời tiết 24 giờ. Thưa quý vị, thời tiết Hà Nội và khu vực phía Tây và Đông Bắc Bộ trong ngày hôm nay, 5 tháng 6 dự báo ngày nắng gián đoạn, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Quý vị lưu ý nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Cạn, Phú Thọ và Hà Giang. Nhiệt độ Hà Nội hôm nay thấp nhất 25 độ C, cao nhất 35 độ C, trong khi nhiệt độ phía Tây và Đông Bắc Bộ dao động từ 23 đến 35 độ C. Tại Trung Bộ, ngày nắng, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi nắng nóng, nhiệt độ trên 35 độ C. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông rải rác xuất hiện ở các tỉnh thành miền Trung, đặc biệt khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 đến 34 độ C. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên từ 20 đến 31 độ C, trong khi các tỉnh thành Nam Bộ có nền nhiệt nhỉnh hơn là từ 24 đến 34 độ C. Và sau đây sẽ là bảng nền nhiệt độ tại các vùng trên cả nước. Xin cảm ơn những cập nhật về tình hình thời tiết rất hữu ích từ chị Vân Anh. Và quý vị thân mến, hôm nay quả thật là một ngày rất đặc biệt vì đúng ngày này 112 năm trước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, khi đó mới vừa tròn 21 tuổi, đã từ bến cảng Nhà Rồng lên tàu ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình của người thanh niên yêu nước ấy đã hình thành nên chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, từ đó mở ra cho dân tộc Việt Nam một con đường tiến tới độc lập, tự do. Và từ đó, bến cảng Nhà Rồng không chỉ là nơi mang kiến trúc lịch sử, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm về Bác đối với dân tộc Việt Nam. Hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh ý nghĩa về địa điểm này trong chuyên mục Khoảnh khắc ngày mới ngay sau đây. Bến cảng Nhà Rồng còn có tên khác là Sở Canh Tân Tàu Biển, mang những kiến trúc đặc trưng của Pháp, điểm thêm kiến trúc châu Á một cách khéo léo. Điểm đặc biệt, trên nóc tòa nhà có gắn một đôi rồng lớn làm bằng đất nung, tráng men xanh theo chế Lưỡng Long Chầu Nguyệt. Cũng chính vì vậy mà người ta gọi đây là Bến Cảng Nhà Rồng. Nơi đây được xây dựng từ những năm 1863 và được người Pháp sử dụng làm trụ sở thương cảng Sài Gòn lúc bấy giờ. Trải qua nhiều năm tháng, kiến trúc của Bến Cảng Nhà Rồng hầu như còn được giữ nguyên vẹn. Tới năm 1975, nơi đây đã trở thành Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Hồ Chí Minh. Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm về Bác. Có 9 phòng trưng bày hiện tại, 6 phòng trưng bày những chuyên đề cố định gồm những tư liệu, hiện vật và hình ảnh. Ngoài ra, Bến Cảng Nhà Rồng còn là nơi sở hữu vị trí đắc địa, nhìn thẳng ra sông Sài Gòn tuyệt đẹp, kết hợp với khu viên trồng nhiều cây xanh và vẻ đẹp cổ kính tạo nên cảnh quan đẹp mắt, đặc biệt là vào khoảng thời gian 15 giờ cho đến 17 giờ khi mặt trời dần buông xuống, những tia nắng sót lại lấp lánh trên sông Sài Gòn, thì Bến Cảng là nơi có view ngắm hoàng hôn rất đẹp. Quý vị thân mến, những hình ảnh thiêng liêng và ý nghĩa từ Bến Cảng Nhà Rồng, di tích mang đậm dấu ấn chân người vừa rồi cũng đã thay cho lời kết của chương trình ngày mới hôm nay. Quốc Huy và Xuân Ngọc xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.